Uh, ha, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là Làm cái validation ha các bạn Có nghĩa là kiểm tra những cái trường mà nó uh, Các bạn bỏ chấm uh, Nói chung là kiểm tra những cái dữ liệu mà các bạn nhập vào các bạn Thì uh, ở đây các bạn có thể search là Label va Validation Ở trong uh, Trong level luôn thôi các bạn Đây, nó có Validation nè Thì ở đây á cái validation này á, mình đã hướng dẫn cho các bạn ở trong cái series sách chuyện rồi thì bây giờ mình sẽ à, lấy cái một cái controller của cái sách chuyện mình đã hướng dẫn cho các bạn ra làm ví dụ ha ví dụ như bây giờ mình lấy cái thằng thể loại đi đây đó là validation đấy các bạn thì á rồi một cái nữa ha à, mình à, ở cái phần à, bây giờ mình xem lại nè phần admin website thì đây có tên danh mục nữa các bạn cái cái query nè cái query ha nó sẽ có là uh, tên đường dẫn uh, là cái slot các bạn và cái mô tả danh mục thì ở đây á uh, một cái đơn giản nhất á bạn chỉ việc cho mình là mình uh, mở ra lại cái mình đóng cái này lại ha click đóng lại đi để cho nó dễ nhìn các bạn ở đây nó có sẽ có là cái query nè cái form nè thì ở đây cái đơn giản nhất á các bạn chỉ việc cho là cái required thôi các bạn ha thì uh... Uh, thì các bạn sẽ cho mình là uh, ví dụ như cái tài này đi ở đây ví dụ như là mình uh, mình chưa có ha mình thêm danh mục này khi mình chưa có dữ liệu mình thêm danh mục thì nó sẽ yêu cầu cái dữ liệu các bạn ha. yêu cầu dữ liệu này là chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi nè ha tại vì mình chưa đi dữ liệu các bạn thì uh, ở đây ví dụ như uh, cái này các bạn sẽ cho mình là một cái là required required suy ra gì các bạn suy ra required rồi nó yêu cầu như thế này thì bây giờ ví dụ như khi mình refresh lại nè các bạn wow. à quên wow. cái này nó nằm ở trong đây chứ rồi nó nằm trong trang slot này ha nó nằm trong một cái mảng xoay like như thế này thì uh, ví dụ như các bạn required là khi các bạn thêm nè ở đây nó yêu cầu nè Uh, fill, uh, fill out, this fill, thì có nghĩa là cái này cũng dễ ra ha, cái này thuộc tính trong HTML thôi. thì các bạn cũng có thể thêm như vậy cũng được. ở đây thì ví dụ như là mình uh, thêm như vậy đi ha. rồi cho các trường luôn. Uh, mô tả danh mục nè. rồi và cái hiển thị này trạng thái hoặc không trạng thái thì mặc định nó đã chọn hiển thị rồi, cho nên mình không cần phải thêm ha. ví dụ như mình thêm đường dẫn nè, thì ở đây nó cái mô tả danh mục của mình á cái mô tả danh mục của mình uh, mô tả danh mục required à quên cái này đang bị lỗi nữa các bạn nó phải nằm trong một cái mảng chứ ha nằm trong một mảng đó. rồi phép lại ha cái gì nữa trời description style id wow ờ à, rồi nó bị lỗi trên này nè các bạn ha thì các bạn cứ cho mình là required hết thì à, ví dụ như vậy á thì các bạn à, thêm nè đó à, thì nó sẽ kiểm tra tránh cái dữ liệu bỏ trống các bạn hay tránh cái dữ liệu bỏ trống còn không thôi các bạn sẽ cho mình là một cái như thế này Cái store này ha để lưu dữ liệu nè request o thì thay vì request o này á các bạn sẽ cho mình một cái data như là uh, bỏ lại ha cái loại nè đây cái validate nè rồi bắt ra à, các bạn cho mình là request validate ha có nghĩa là cái hàm là nó sẽ check cái cái mà mình đưa vào các bạn cái mình mình đưa vào thì đầu tiên cái mình là đưa đưa vào title nè sau đó là slug nè slug nè description nè đây là những cái mô tả này cái hình ảnh thì mình không có ha cái này tạm thời mình đóng lại đi rồi ok à, mô tả kích hoạt và cái status nè status kích hoạt nè rồi thì cái trường này thì các bạn nhìn là các bạn cũng hiểu ha. Require yêu cầu là các bạn. Và cái title unique. Unique, unique này có nghĩa là uh, mắt. Uh, unique này có nghĩa là nó sẽ kiểm tra xem nó có dữ liệu có trùng không các bạn. Ví dụ như đã thêm rồi ha. Thì ở đây là cái uh, cái cơ sở liệu của mình là category đúng không? Thì ở đây mình đã điền cái query vào. Đây. điền category vào để nó kiểm tra xem là ở cái title này nó sẽ dựa vào cái gì cái cơ sở dữ liệu nào mà nó gì nó kiểm tra xem là cái cái tiêu đề này á đã có chưa ví dụ như phim lẻ có nè thì ở đây là mắc 255 có nghĩa là mắc 255 ký tự các bạn rồi cái này cũng là tự luôn tương tự, tự luôn rồi status yêu cầu ha Còn cái này nó dịch ra tiếng việt các bạn có nghĩa là khi các bạn không có cái này ha. ví dụ như các bạn không có cái này rồi ví dụ như bạn phải có cái này ha bạn thêm thử ha thêm nè Uh, tạm thời mình bỏ cái cái này đi những cái yêu cầu này đi ha ví dụ như các bạn không có required này rồi. rồi rồi để mình xem coi nó chạy như thế nào ha thêm thì ở đây nó sẽ ừ, đây nó chưa trả về cho mình ha đáng em mình có một cái thông báo trên đây các bạn các bạn quay lại cái validation label cho mình ở đây nó sẽ có một cái thông báo của là ở đây mình mở cái sách chuyện lên ha để mình xem coi nó phải trả về cái thông báo các bạn đây về thể loại đúng không, phải đúng không rồi ok các bạn cho mình một cái thông báo như thế này nè một cái dòng thông báo ở trên cái form như thế này để nó trả về cái thông báo các bạn đây nếu Euro có nghĩa là nếu mà error any có nghĩa là nó bắt Cà, nó bắt tất cả những cái dữ liệu mà bị lỗi các bạn ha thì nó sẽ trả về nó sẽ trả về theo vòng lọc và lợi có nhiều là có nghĩa là 3 đến 4 cái lỗi thì nó sẽ trả về 3 đến 4 cái lỗi ha nó sẽ lấy tất cả cái lỗi thì các bạn sẽ cho một cái dòng nhỏ như thế này thôi rồi bây giờ mình sẽ làm lại nè đóng cái này lại đi ok bây giờ mình sẽ thêm lại ha Đó. thì các bạn sẽ thấy nè this title field is required có nghĩa là cái cái danh mục nè yêu à, được, được yêu cầu nè ha is required rồi slot cũng vậy nè description cũng vậy nè. Thì ví dụ như các bạn có mô tả nè thì nó sẽ trả về hai cái ha, sẽ trả về hai cái thôi. Còn ví dụ như các bạn nói chung là những dữ liệu nào trống á thì nó sẽ trả về các bạn. à đây nó thêm danh một thành công. À, tại vì nó đủ danh mục à, nó đủ rồi các bạn. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ cho mình là tôi thêm được Nhưng mà cái mô tả danh mục còn thiếu đó. Bây giờ thêm bên một nè thì cái mô tả mình nó được yêu cầu ha rồi nếu yêu cầu thì bây giờ mình sẽ uh, viết xuất nó lại ở đây thì các bạn sẽ cho là title unit có nghĩa là ví dụ như trùng dữ liệu thì là tên gì các bạn tên danh mục này đã có xin định tính khác ví dụ vậy rồi uh, tiếp tục cái slug nè thì những cái nào có slug thì uh, những cái nào có unit á thì các bạn đi vào đây ha slug danh mục đã có ví dụ vậy có điện danh mục khác rồi còn cái này là cái thông báo cho thể loại nè slug nè rồi tiếp tục là description nè còn cái nữa là status thì status mặc định mà cũng không cần đâu các bạn ha nhưng mà thôi mình đi cho nó đẹp luôn các bạn rồi ở đây là nó đã từ khóa slug đã có nè ha title tên danh mục phải có ví dụ vậy mục rồi hình ảnh thì mình các bạn đổ lại cho mình là mô tả ha đó rồi status mà required ờ. cái này là kích hoạt cái này không cũng không cần nó tại vì mặt mình nó chọn kích hoạt là chứ kích hoạt rồi cho nên mình không cần lắm ờ. rồi ok bây giờ ví dụ như là bây giờ mình thử thêm lại đây đó mô tả phải có này các bạn thì ví dụ như mình trống hết ha chóng hết à, thêm danh mục và đem là tên danh mà phải có đó slot phải có mô tả phải có ha thì cái này tùy theo các bạn đi như thế nào thôi rồi thì cũng tương tự với cái thằng update các bạn ví dụ như các bạn kéo xuống thằng update đúng không update thì th -O là nó chưa kiểm tra dữ liệu các bạn bây giờ các bạn bắt ra để cho nó kiểm tra dữ liệu thôi đây cũng tương tự các bạn ha cũng tương tự ví dụ như bây giờ mình sẽ sửa nó mình sẽ sửa thì ở đây mình thiếu cái thằng mô tả danh mục đi mô tả một mục thì mình cập nhật danh mục thì nó để tên là mô tả danh mục phải có ha mô tả phải có nè đó trên danh mục này đã có xin đi tên khác à, tại biết sao không các bạn tại vì mình kiểm tra cái tên Unix mà cái phim chiêu rạp này mặc định mình có rồi nè các bạn mà định mình có rồi cho nên là các bạn phải đổ một tên khác không thôi các bạn khỏi phải sửa nó ha không thôi các bạn lùi lại các bạn khỏi không có sửa nó đó. đó ví dụ các bạn sửa mặc định các bạn sửa thì các bạn phải sửa hết luôn các bạn sửa những cái trường mà nó có unit các bạn ha unit Và đây lấy ví dụ như một hai ba, Thế này mình sửa được nha các bạn. Đó, mình sửa phần bình thường. Đó, ok ha. Rồi. Thì uh, các bạn tiếp tục cho những cái khác thôi, ví dụ như uh, những cái genre nè, hoặc là những cái uh, cái country thôi ha, mặc định nó giống thì các bạn chỉ việc làm như thế này thôi. Còn cái trường phim các bạn. Ví dụ như cái trường phim nó có cái hình ảnh movie nè. Mình sẽ copy qua ha. à sau đấy gọi nó sẽ nằm ở ở à, đúng rồi movie nè store movie đúng không store movie thì đây nó sẽ khác nhau ở chỗ là nó sẽ có thêm cái mục hình ảnh nè các bạn ha, một hình ảnh thì những cái chương những cái mục này thì các bạn cũng biết rồi ha những cái mục này thì quá dễ rồi nó chỉ khác nhau ở thêm là cái mục hình ảnh thì cái hình ảnh này nè Hình ảnh này nè nó sẽ yêu cầu hình ảnh đó các bạn ha và cái gì cái file mà các bạn gửi qua phải có như định dạng hình ảnh đúng không và những cái hình ảnh cho phép mà ví dụ như những cái hình ảnh nào mà các bạn cho phép các bạn chỉ ghi cho mình là cái memes à, những cái đuôi mở rộng cho phép như là jpeg nè bng jpeg uh, uh, nằm đây nè Bên gif nè svg nè hoặc là jpg gì đó đó rồi mắt của nó là 2048 có nghĩa là gì các bạn 2048m các bạn có nghĩa là 20 mắt của nó là 20 các bạn còn cái dimension thì mặc định các bạn có cái dimension này cũng được hoặc là không có cũng được ví dụ như kích thước của hình ảnh của các bạn yêu cầu là gì các bạn yêu cầu là chiều dài 100 ha à, 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 so so đấy các bạn là chiều chiều ngang 100 100 pixel các bạn và chiều cao 100 pixel à, và cái mắt width có nghĩa là gì cái này là tôi tối thiểu nha min còn cái này là tối đa là hai hai ngàn pixel và chiều cao chiều dài là hai ngàn pixel và chiều cao là hai uh, hai cũng là hai ngàn pixel luôn các bạn thì tùy theo các bạn thêm thôi thì mặc định là mấy cái này nó giống nhau các bạn mặc định là mấy cái này nó giống nhau nhưng mà cái này á là các bạn thêm cho mình cái hình ảnh này thôi ha đó đó là như vậy các bạn uh, thì ở đây các bạn có thể tham khảo thêm cái validation các bạn ở trong đây thì validation này nó có cái kiểm tra thêm cái password nữa các bạn, nói chung là nó có rất nhiều thứ các bạn, nè, avatar dimension nữa các bạn, là thêm cái hình ảnh nè, min width có nghĩa là chiều uh, chiều chiều dài uh, tối thiểu, uh, chiều, uh, chiều chiều rộng tối thiểu và chiều cao tối thiểu đó các bạn, và nó sẽ có phần thêm password nữa, đây các bạn có thể đọc thêm ở đây nè, đó, email nó có kiểm tra email nữa các bạn, Đâu rồi có phần email email address nè validate email nè các bạn đây exist nè email đã tồn tại nè các bạn email đã tồn tại nè ha uh, uh, email đã tồn tại và đã connect nè tình trạng đã connect nè đây nè các bạn và nó có kiểm tra thêm là cái password nữa các bạn đây password yêu cầu nè cần phải password Uh, và bắt buộc có uh, tối đa à, tối thiểu là 8 ký tự nữa các bạn 8 ký tự uh, thì uh, ở đây có confirm confirm có nghĩa là gì các bạn confirm có nghĩa là mình sẽ ví dụ như bắt buộc nhập lại các bạn ha nó phải giống cái bắt buộc mà mình điền vào yêu vậy đây theo kiểu letter nè yêu cầu ít nhất at least one letter có nghĩa là yêu cầu ít nhất một ký tự nữa các bạn ở đây nó yêu cầu ít nhất là um, ở đây yêu cầu ít nhất là 8 ký tự còn đây yêu cầu ít nhất là require at least một ký tự ha một ký tự vài như các bạn và tối đa 8 tám ký tự ha cảm thấy, uh, nói chung là nó yêu cầu cái cái ký tự chữ các bạn uh, đây ký tự số nè và tối đa là 8 nè và cái này là ký tự symbol có nghĩa là những cái ký hiệu đặc biệt đó, các bạn ký hiệu đặc biệt ha và yêu cầu at least one uppercase and one lowercase letter ở đây có nên nó sẽ mix thêm cái case có nghĩa là nó yêu cầu là tối thiểu một cái ký tự hoa và một cái ký tự thường các bạn một chữ thường chứ không phải ký tự nữa một chữ các bạn ha rồi cái này là đó thì các bạn nó rất là đầy đủ các bạn còn này là yêu cầu gì đây you may answer the password has not been compromised compromised là gì bị tổn hại in the public password uncompromised break lead À cái này chắc nó nó sẽ gì các bạn? Nó sẽ uh, trả về kết quả nhưng mà dưới dạng cái kiểu là uh, mã hóa các bạn ha. Nó uh, tránh dữ liệu mà bị 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 rò rỉ các bạn listener. Tránh dữ liệu bị rò rỉ các bạn ha. Đó, thì các bạn có thể ghi gỡ ngắn gọn như vậy. Đó, of course nè, you may change all the methods in samples above nè có nghĩa là tất nhiên là bạn có thể là gen có nghĩa là mất xích tất cả những cái phương thức à, với cái gì các bạn với cái ví dụ ở dưới đây à, đó các bạn có thể mix như thế này à, yêu cầu là ký tự uh, chữ nè rồi yêu cầu là một cái tự uh, tối thiểu một hoa và một thường nè à, cái tự số nè, cái ký uh, uh, tự đặc biệt nè và gì các bạn và không có bị rò rỉ password ha đó và không có bị lộ password nè. uncompromised đó